Rồi em Thảo Đô đây, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ phối cho các bác một bộ âm thanh trong ngành anh em gọi là cậu và mỡ. Cái khái niệm này tức là ý chỉ là gì ạ? Ý chỉ là loa và âm ly ghép nó rất là hợp. Hợp như vợ chồng luôn, hợp như cậu và mỡ luôn các bác nhé. Cặp loa hôm nay em ghép cho các bác là một dòng loa thương hiệu của Mỹ. Nhưng mà nó lại sản xuất tại Đan Mạch. Tức là với cái dòng JBL mà những cái dòng mà made in Đan Mạch ấy, sản xuất tại Đan Mạch ấy, thì ngoài cái yếu tố là phát huy được cái thế mạnh của cái hãng JBL đó là giải trầm. Đấy, thì khi mà xuất những cái thị trường châu Âu kiểu vậy ấy, thì những cái giải trung và giải cao ấy thì nghe nó sẽ có phần nhỉnh hơn, nó có phần nhích nhỉnh hơn các bác nhé. Tức là nó sẽ tương đối là đều giảm. Đấy, thế mạnh thì vẫn là bát, nhưng mà khi mà những cái dòng mà made in Đan Mạch thì các bác cứ để ý là bao giờ giải trung và giải cao nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Cặp loa hôm nay em ghép cho các bác là một dòng loa cây. Đấy, có model là TLX20. Đấy, nó sở hữu hai bát 25, trong đó thì sẽ có một bát cộng hưởng. Đấy, một trung và một tép. Chiều cao em này thì khoảng 1 mét. Đấy, chiếc âm ly hôm nay em ghép ấy thì nó là một chiếc âm ly Luckman. Vì sao trong cái lần này em không ghép với cả đàn âm 1090G? Bởi vì em muốn cho các bác nhiều cái cấu hình khác nhau. Thực ra thì một đôi loa và một chiếc âm ly thì nó cũng có nhiều cái phương án phối để nó tạo thành một cái bộ cậu và mỡ. Ví dụ JBL ghép với đàn âm thì cũng có rất là nhiều model. Ví dụ như cặp này mà các bác chơi được 1090G thì cũng rất là đỉnh cao luôn. Đấy. Nhưng mà hôm nay em sẽ ghép cho các bác em Luckman SQ 301, dòng xuất âm tụ. Đấy, để các bác thử chất âm của nó. Và em muốn ghép cái cấu hình này ấy, nó ngoài 20 triệu. Đấy, còn nếu khi ghép với cả em 1090 thì nó lại tầm tiền ngoài 30 triệu rồi. Tức là nó có rất là nhiều mức phối ghép, nhiều cái mức ngân sách khác nhau. Đó, thì em muốn ghép cho các bác. Em này thì là em nhập nội địa và điện sẽ là điện 100V. Rồi bây giờ em sẽ để các bác nghe thử. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bình thường ấy thì anh em để ý là một dòng âm ly mà xuất âm tụ ấy, thì thường là nó cũng không phải là cho đại đa số anh em chơi đâu, thường là như vậy. Những cái dòng âm ly này, xuất âm tụ này, dòng âm ly class A này, dòng âm ly đèn này là không phải chơi số đông đâu các bác nhé. Thường là những anh em nghe nhạc lâu lâu rồi ấy, thì hay nghe có cái kiểu dòng đấy thôi, chứ còn anh em mà nghe phổ thông thì đại đa số anh em mà nghe dòng class AB. Tuy nhiên thì dòng SQ301 này ấy, thì nó là dòng xuất âm tụ, tuy nhiên thì nó lại là một cái dòng mà nó đáp ứng được cái chất âm mà gọi là anh em chơi phổ thông có thể chơi được. Tiếng nó rất là tốt, đặc biệt là phần âm sắc tép và bát của em 301 này rất là hay. Do đó thì em phối được một cái cấu hình gồm có cặp loa JBL này tầm ngoài 20 triệu cả bộ, rất là hợp lý, mà chơi thì tương đối là đa năng cho nhiều anh em có thể sở hữu, có thể chơi được. Thậm chí là gì ạ? Thậm chí là với cái cấu hình này các bác hoàn toàn có thể thêm một chiếc vang để các bác kết hợp, các bác thỉnh thoảng các bác hát được. Bởi bản chất của cặp TLX20 là một cặp loa anh em hát rất là tốt. Đấy, rất là tốt các bác nhé. Nó nghe nhạc và nó có thể kết hợp hát được. Trong khi em này công suất tiêu thụ là 200W. Lực em đánh rất là dư để các bác kết hợp, các bác có thể phối được như vậy. Còn trường hợp anh em nào mà muốn chỉ nghe nhạc thôi thì đúng phối đúng cấu hình như thế này, giống cấu hình của em như này là được. Đấy, hôm nay em giới thiệu các bác một cái cấu hình âm ly Luckman và loa JBL rất là hợp lý các bác nhé. Còn anh em nào mà muốn nghe thử với dòng âm ly Denon 1090G này, khi mà phối cái ngân sách nó ngoài 30 triệu thì cứ để lại comment. Đấy, chất âm như nào thì anh em cũng có thể để lại comment. Thực ra phối thì nó có rất nhiều kiểu phối. Đấy, với cặp TLX20 này, nếu mà trường hợp anh em nào mà thích cái chất tiếng hoặc là nghe những cái dòng nhạc khác kiểu acoustic hay là country ấy, thì các bác có thể để lại comment, em cũng có thể phối được những cái phương án cho các bác để ngân sách nó vừa hơn, ít tiền hơn cũng được. Có rất nhiều phương án ghép các bác nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.